sao ta chạy quay bước đi, chẳng hoài nghi chẳng còn chi, anh còn trông ngóng gì, thì hãy nói chia tay là mãi mãi, hãy ra đi. Em chờ mong khi mùa đông anh đã xa chốn nào, bởi vì sao anh đã trao một tình yêu quá dài, để phút chốc anh xa là mãi mãi, trái tim vỡ tan. Cho tới bây giờ thì Ngọc vẫn chưa có coi được cái bản cuối cùng, cho nên là Ngọc cũng đang rất là hồi hộp, không biết là kết quả nó sẽ như thế nào. Hy vọng là mọi việc nó sẽ tốt. Thật sự là khi mà nghe đến bộ phim này thì My cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì đây là một cái vấn đề đang rất là nóng hổi, và đó là vấn đề mà mọi người rất là quan tâm về showbiz. Thực sự trong showbiz của năm 2012 đối với Trang là năm đầu tiên mà Trang bước vào trong showbiz, cũng là năm mà Trang cảm thấy có nhiều scandal nhất trong từ một khoảng thời gian rất là lâu tới giờ. Thì Trang nghĩ rằng bộ phim này ra mắt vào thời điểm này là một thời điểm rất thích hợp, và Trang rất may mắn khi ngày hôm nay trong bộ phim này Trang là người viết soundtrack trong bộ phim, và được sự phối hợp của anh Vũ Linh nữa, thì rất mong rằng khán giả sẽ ủng hộ cho bộ phim này. Đạo diễn Quý Tư Vũ gọi lên để mà cầm ba bài cho phim này, thì lên sáng tác chung với Trang Pháp ba ca khúc này là nó phù hợp với người khi mà cho nó chắc và cái nội dung, thì nó nghĩ là ba bài này là đáp ứng được và giúp được cái scene đó, cái cảnh đó. Thì đây thực sự là đang là một đề tài cực kỳ hot, không chỉ hot trong giới showbiz mà còn hot so với đối với những khán giả bình thường. Và có nhiều người không muốn hiểu thực sự showbiz là gì, scandal của showbiz là gì, thực sự được tạo ra bởi con người hay vô tình mà tạo ra. Hãy đến với bộ phim Scandal của đạo diễn Quý Tư Vũ. Quý Tư Vũ là một đạo diễn mà đang rất là mong chờ, đang rất là thích, nên là hy vọng tuần này với phim Scandal sẽ có nhiều cái mới mẻ và có nhiều cái thú vị về thế giới showbiz. Đối với đạo diễn Quý Tư Vũ thì lúc nào anh cũng mong đợi một cái phim coi như là từ tốt tới rất tốt. Thì anh nghĩ với cái phim Scandal là một cái thể loại mà nó rất là hợp với anh Quý Tư Vũ, thì anh nghĩ đây là một cái phim nó sẽ là khá thú vị. My đã xem trailer và My rất là thích, và My hy vọng rằng sẽ có rất là nhiều tình huống bất ngờ cũng như là những yếu tố tâm linh trong bộ phim, và My cũng rất là mong chờ bộ phim sẽ thành công của mình. Hôm nay trời mưa đã rất là nhiều. Các bạn cũng thấy Scandal đang được rất nhiều người đến đây đón nhận coi Scandal là gì và nó như thế nào. Trong thời gian vừa qua, trong giới nghệ sĩ nói riêng và showbiz nói chung đã có rất nhiều scandal, và Tiến tự không muốn thấy scandal, nhưng hôm nay Tiến sẽ đến đây xem scandal. Còn bạn thì sao? Hãy cùng xem đến nha, Scandal. Chưa mong
Xem cái trailer thì thấy đây là một cái trailer rất là xuất sắc, và khi mà xem phim thì cảm thấy cái phim càng sắc bén hơn nữa. Thật sự là một phim quá tuyệt vời. Thật sự là coi một lần coi phim Việt mà rất là đã như vậy, từ cốt truyện cho đến diễn viên, tất cả mọi thứ đều quá tốt, đúng như những gì mà chúng ta mong đợi. Rõ ràng là qua đây là bộ phim thứ ba mà chúng ta yêu thích đạo diễn Viết Long Vũ. Không có một cái điều gì phải bàn cãi về khả năng của anh ta. Lần đầu tiên Thành đến theo dõi một bộ phim Việt Nam mà Thành người hồi hộp theo dõi cho anh phim, và từng chi tiết rất là chặt chẽ và nó lôi cuốn người xem vô cùng. Theo như phản ứng của mọi người thì mọi người thích, và anh cảm thấy rất là vui với điều đó. Anh hy vọng là phim này sẽ hot và sẽ kéo khán giả tới rạp, và anh cảm giác là có một tí kinh dị, một tí tâm lý xã hội, một tí gì đó mang hơi hướng thời đại, xu hướng của thời đại, thì sẽ có nhiều cái để thu hút khán giả, mọi người tới xem nha.